Vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quan Tâm nhé. Hôm nay thì em xin được đem đến cho mọi người một cái dòng xe nằm trong phân khúc tải trọng là 3 tấn rưỡi, phiên bản thùng dày là 6 mét, để anh em có thể mua xe nhận được một cái mức tải cao vừa phải, đủ bằng B2 chạy và nhận được thêm một cái thùng nó dài lên tới là 6 mét cho anh em, chứ không phải là cái phân khúc tải trọng 3 tấn rưỡi nhưng mà thùng dài 4 mét 4 như những dòng xe như là Đô Thành hoặc là Dắt nữa. Này là một trong những cái lợi thế và một trong những cái điểm cộng mà anh em có thể lưu ý tới khi mua con dòng xe tải này nha. Cái dòng này hiện tại nó có hai phân khúc tải trọng là 1 tấn 9 và 3 tấn rưỡi cho anh em có thể lựa chọn trong Sài Gòn hoặc là chạy tỉnh. Nó đều Vivo hết, lấy bằng B2 chạy là ok. Đó. Thùng này là thùng mua bạc tiêu chuẩn nha anh em. Anh em có thể lên bửng nhôm hoặc là lên thùng option sàn inox hoặc là sàn dập mắng nước. Lá me, nói chung là phối được tất cả các phiên bản thùng mà anh em muốn đóng như những dòng xe hãng vậy. Nó là một trong những lợi thế cho anh em đó. Và đặc biệt là đây là một cái điều thay đổi lớn nhất đối với con xe tải này, là đó chính là nó có được cho mình một cái diện mạo về phần nội thất và ngoại thất rất là chuộng người nhìn. Bởi vì sao? Bởi vì Dehan nó đã cho ra đời được những cái option rất là cao cấp như là ghế da nè, màn hình nè, những cái thanh mạ chrome ở dàn máy lạnh nè, và ở ngay loa nữa, nó sẽ làm cho con xe trở nên là được sang chảnh hơn rất là nhiều. Nó đủ hội tụ đủ ba cái yếu tố mà anh em tài xế rất là đắn đo khi mua xe, đó chính là vừa rẻ vừa đẹp vừa sang đó. Rồi con xe này thì nói sơ qua thông số xíu nha. Con này thì tải trọng của nó được là 3 tấn 490. Tổng tải của con này nếu mà 3 tấn rưỡi sẽ là 7 tấn 1 đó, và xác xe của nó là 3 tấn 450 đó. Anh em thấy ghế da nhìn xịn sò chưa? Thế mà không làm cho anh em vừa lòng nữa thì thôi, chịu luôn á, cần gì nữa mà không xách tiền lên mà mua con này về đó. Màn hình nè, nhìn máy lạnh nè, nhìn quá đẹp luôn ha. Hộp số 5 cấp, 5 số tiến, 1 số lùi đó. Còn gì nữa, đồ nghề theo xe là đầy đủ hết, con đội nè, rồi bình chữa cháy nè, đồ nghề theo xe, mấy cái cờ lê mỏ lết đầy đủ hết, không thiếu cái gì cả. Tay lái rất là nhẹ. Dòng này hiện tại từ khi ra mắt năm 2020 đến năm 2021 á, là hiện tới thời điểm hiện tại nè, được bên em bán dòng này rất là nhiều, rất là anh em mua xe rất là nhiều. Nó ít bị lỗi vặt nữa, ít bị lỗi vặt như dòng Đô Thành, mà tay lái rất là nhẹ nữa. Anh em thấy không, bình nhiên liệu bằng hợp kim nhôm bằng gần 100 lít lực đó, quá tuyệt vời luôn. Thùng con này dài được là 6m050, là cho 6m1 đi ha, rộng và cao đều là 1m950 hết, cho là 2m đi, quá hợp lý luôn. Dàn sexy rất là dày đó, rất là dày, anh em có thể chở quá tải dòng này nữa là bình thường, chở quá tải con này là bình thường luôn đó. Nếu anh em mà chạy mua về chạy tỉnh á, xe rất là khỏe, rất là đẹp nữa đó. Và đặc biệt nó có điểm nhấn khác biệt đối với dòng này là cái cửa, nếu mà đối với Đô Thành hoặc là Dắt á, là cửa, hai cái cửa cánh gà của mình á được mở ra, thì cái cánh gà của con này á, là nó sẽ được đóng một lớp inox và có bắt ron cao su, sẽ làm cho con xe của mình nó trở nên nó được kín đáo hơn và đỡ bị ảnh hưởng của nước mưa khi anh em chạy trên đường, lỡ và mưa bất chợt mà đang chở hàng á, mà bị ướt hàng cái là coi như là ăn đủ luôn. Nó là một trong những cái điểm nhấn và những điểm khác biệt lớn nhất đối với những con xe tải này khi anh em lựa chọn nó. Và cái bằng tiền trả trước hiện tại đối với con xe này là từ 120 đến 150, thì nói chung là tại sao là có cái chuyện khoản đó mà không phải là chắc chắn, bởi vì mỗi một khách hàng là một cái trường hợp riêng, chứng minh được thu nhập hay không kiểu vậy. Nó thì ngân hàng nó sẽ có mức hỗ trợ riêng cho mình từ 75 đến 80%, thì con này có thể vay lúc cán 80%, trả trước 120 là nhận xe, rồi hạn vay là vay từ 2 năm đến 7 năm nha. Đó. Rồi thì có gì anh em sẽ liên hệ qua Zalo để em có thể hỗ trợ tư vấn kỹ hơn về cái phần mua xe và báo lãi suất hàng tháng. Nói về động cơ xíu, con này xài động cơ là Isuzu liên danh 2.771, sử dụng động cơ là 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng. Đó. Xe này thì nói chung là nồi đồng có đá rồi, anh em biết quá nhiều rồi. Nó chỉ cần lên chạy thử đạp đạp vài cái là hiểu được tính năng xe, không cần em phải nói nhiều đâu. Đó, thì có gì anh em liên hệ trực tiếp qua Zalo để có thể hỗ trợ làm xe, tư vấn xe và mua xe nha. Thời hạn lấy xe là từ 2 tuần kể từ ngày ngân hàng có thông báo cho vay nha. Rồi, chào mọi người nha.